Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa kiểm tra phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Kết quả test nhanh ma túy đối với nhóm thanh niên có 19 trên 21 trường hợp dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Đoàn Ngọc Chính, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng. Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.